Rồi Chanh chào mọi người nha. Chanh cảm ơn mọi người đã vào xem clip của Chanh. Thì hôm nay á, Chanh đến cái bãi này câu là cái chuyến thứ hai là mọi người. Cái chuyến vừa rồi á, Chanh xuống đây á, Chanh dọn 9 cái luồng câu, nhưng mà câu không có cá, cá nó chưa vô, chỉ câu được 2 con thôi. Thì Chanh cũng quay clip bình thường luôn, mà khi về nhà xem lại thì cái clip nó bị lỗi âm thanh, nên Chanh không có đăng clip đó nha. Chanh chỉ giữ lại hai cái khúc mà câu lên cá thôi, lên 2 con á, một con khoảng 5-6 lạng với một con 7-8 lạng gì đó. Giờ Chanh tua lại cho mọi người xem nha. Đớp luôn. Lên. Cũng chiều tối luôn rồi. Là 6 luồng trên kia Chanh câu hết, nhưng mà không, cá nó không có nha. Còn xuống dưới đây tới cái luồng này có nè. Hồi sáng không ăn, chiều ăn được con. Ui. Rồi một con nữa. Ui, cá tầm tận. Mấy quan có mấy đường mọi người. Bây giờ cũng khoảng 6 giờ sáng này. 6 giờ sáng, 6 giờ mấy gì á. Mới ra câu quăng hai luồng rồi qua luồng thứ ba, luồng này dính mới quăng mấy đường luồng thứ ba, cá nó dài ghê. Đó, cái chuyến vừa rồi Chanh chỉ câu được 2 con đó thôi mọi người, do cá nó chưa vô nên chuyến này Chanh tiếp tục quay lại đây nữa. Vừa mới xuống đây luôn mọi người, mới găng bạc xong, cũng ngay chỗ này hôm bữa Chanh cũng găng bạc đây, đi với hai ông anh Chanh thì đặt lộp cá. Thì hai ảnh đi xuống dưới phía này đặt lộp rồi, còn Chanh thì rê cá lóc nha. Bây giờ cũng còn sớm mà Chanh xuống dưới đây Chanh giăng câu trước, tại vì hôm nay Chanh có đem theo câu giăng á. Bữa thấy địa hình ngon quá nên hôm nay Chanh đem theo. Đây là lưỡi câu giăng của Chanh nè, mấy chục lưỡi. Còn đây là dây câu giăng, lưỡi với dây Chanh làm riêng ra cho đỡ rối á. Xuống dưới Chanh giăng cái cọng dây này trước rồi gắn lưỡi sau nha. Xuồng rồi Chanh cũng chuẩn bị rồi, đồ đạc cũng chuẩn bị hết rồi. Giờ xuống chèo đi xuống phía dưới kia kìa, cặp cái mé cỏ đó mà giăng. Địa hình rất đẹp luôn. Thời tiết hôm nay thì âm u vậy nè, gió nữa. Không biết cá nó chịu ăn câu không đây. Giăng câu Chanh nghĩ chắc có đó, nhưng mà rê không biết sao. Ở bữa nay Chanh giăng câu hai loại mồi luôn, mồi nồng độc rồi. Nồng độc nha mọi người. Đây. Với mồi cá chép con đó, chép con bỏ trong cái bịch như này, có bô xì tổng chứ không nó bị ngợ, nó bị ngọt á. Cái chỗ này bữa Chanh dọn 3 luồng nè, Chanh dọn 3 điểm, điểm này 3 luồng, xịt xuống dưới đó 3 luồng, chứ bờ bên kia 3 luồng nữa. Giờ cái luồng nhìn rất là đẹp luôn. Mà lát nữa câu nha, bây giờ giăng câu trước. Nè, cái cặp cái bè lục bình này nè, Chanh thấy là một cái đường câu giăng ở chỗ này. Nước lạnh lắm mọi người. Nước rời xuống nước, giờ buổi trưa mình rời xuống nước nghe lạnh. Đi dưới đá.
Rồi giờ Chanh móc mồi vô nha mọi người. Ủa, cá chép, cá chép bự, thiệt bự luôn nè. Mồi này thì dính cá lóc nè, cá thác lát cườm. Ở đây thác lát cườm cũng có nữa, nhưng mà nó cũng không có nhiều mọi người. Văn thử rồi dính được con gì dính nha. Rồi Chanh cũng vừa mới văn câu xong nha mọi người. Trời cũng còn sớm nên Chanh rê nha, rê mấy cái luồng nè. Câu ba cái luồng này trước với cái cần câu mới. Cần này của một ông anh, ông tặng cho Chanh. Cái cần mới, nhưng còn cái máy thì cũ, máy Sina nè. Cần này là cần Dura X-Max S902MH, đọt MH nha. Cần này bữa trước Chanh có đánh rồi, câu nói chung là cũng được á. Câu nhớ thật là ok đó, nó đọt nó cũng cứng. Khoen thì khoen một chân hết nha. Hai ngày rồi Chanh không có câu, giờ không biết là có cá vô chưa đây. Luồng này bữa câu không có được con nào hết. Rồi chỗ này ba luồng nữa nha mọi người. Chanh mới chèo lại luôn, giờ Chanh coi tiếp tục câu đây. Cái luồng này nó bị lấp bớt rồi, chứ bữa Chanh dọn rộng lắm. Bây giờ mỗi luồng Chanh quăng mấy đường thôi nha, tại cũng tối rồi, tranh thủ quăng hết 9 luồng rồi. Rồi ba luồng bữa trên dọn ngay chỗ này nè, giờ gió thổi cái lùm cỏ đã mất tiêu luôn rồi. Giống dưới kia kìa, giống nó thổi xuống dưới đó rồi. Để nhìn tình chèo đặng coi thử cơ, không biết còn luồng không nữa ha, lấp rồi. Ủa hên quá còn luôn. Rồi tụt xuống đây cũng cỡ 50 mét, còn y đúng ba luồng luôn nè, còn đủ ba luồng luôn mọi người. 1, 2, 3 nè. Giờ ba luồng này nó quay vô. Bữa Chanh dọn nó quay dây ra đây nè, dây lên vậy nè, kia nó xoay cái lùm cỏ. Không biết có cá không đây. Đớp mọi người. Lên. Con đầu tiên nha, cuối cùng cũng ăn. Vướng rồi, cắn cỏ ngay đó luôn rồi. Dây này nhỏ nó Chanh không dám rỉ. Lên. Rồi. Wow.
quăng tới luồng thứ ba nó mang rồi, ba luồng này, luồng thứ ba mấy con này cũng được nha. Quá đã luôn. Dính cứng. Lưỡi móng heo nha. Ba luồng. Luồng này bữa sâu nhất nè, giờ thành luồng cạn nhất, quay lên trên. Còn luồng này cạn nhất, giờ thành sâu nhất, quay xuống dưới, quay ra ngoài. Cũng tối rồi mọi người, Chanh không câu nữa nha. Để nếu mà khuya nay mà có rảnh thì xuống chỗ này câu, xuống đây câu tiếp nè. Con táp hụt này nè, mà mất tiêu rồi. Quăng mấy đường nó không thấy gì hết. Câu nữa chắc có thể ăn, nhưng mà thôi tối rồi không câu nữa nha. Chiều nay anh Tùng có giăng lưới nha mọi người, giờ đi thăm kiếm cá lên nấu cơm. Ô dính sặc răng. Ô có cá sặc răng luôn ta. Đây có sặc răng không mọi người? Ok kìa, con gáy nữa kìa. Đây này đó, con cá chê cái gì á. Ủ dồn lưới với anh. Đem gửi cây nữa luôn. Đây. Dính rồi. Ô, thắt lát. Dính dữ ra, mới văng luôn. Để phân lưới lại nhé. Cá nè. Con cá ăn cơm. Mới thầm có mấy mét nước, mấy mét lưới chứ. Dính. Dính còn hả? Dính. Ô bự ghê. Đảo ta. Dạnh như vậy nha mọi người. Dạnh như vậy mọi người. Tao bỏ anh bỏ cái đó luôn. Dính được mấy con rồi. Ba con. Con cá sặc không? Còn cái dạnh với con thắt lát. Con này cũng được bữa cơm. Ba người con. Rồi anh em ơi, làm cá giờ tối rồi. Tối rồi. Đi rừng rú có gì ăn đấy. Mày canh cải. Canh cải. Có nhiều. Đầu đèn chân đắp đất. Bây giờ cũng 8 giờ rưỡi rồi mọi người, trên đi thăm câu văn nha. 8 giờ rưỡi tối rồi. Đi câu này nha. Dính không này. Ôi, con lồng lọc này nó bị ấy rồi. Cứ ngắt rồi mọi người. Trời gió quá trời. Lưỡi này hết màu rồi. Đây nè, hết màu rồi.
sắc bìa lục bình đẹp ghê, không biết sao. Này dính con mọi người, cái trèn nhỏ xíu à. Trèn lớn nhiều nó ăn nồng nọc nè. Bơi không? Con này chắc mấy rồi mọi người. Mong nuốt sâu quá. Nuốt sâu quá. Này còn mồi nha. Này còn mồi còn sống nè. Ôi, cái trèn nữa. Cái trèn nhỏ đâu mọi người. Con này thì trời nuốt tới ruột luôn. Ruột lôi ra ngoài luôn. Cái trèn nhỏ nhỏ không à. Này dính dính con trèn bự rồi mọi người. Nè. Trèn bự nè. Ủa đây cái trèn nhiều mà nhỏ nhỏ nhiều. Nãy giờ mới có con bự. Ba con nữa, ba con trèn nữa. Chiều quá trên giang hai đường dây. Một đường dây này cỡ chừng 40 m, chứ đường dây kia khoảng 80 m. Rồi thăm thăm xích hết 40 m dây rồi mọi người. Đây cái đường dây này là 80 m nè mọi người. Hồi chiều trên khúc này là trên móc mồi cá chép. Còn mồi nè. Còn mồi rồi, mồi cũng còn nhiều nè. Cũng có mấy lữ hết mồi. Cá chép nó chạy dữ quá rối dây hết luôn. Có mấy lưỡi bị hết mồi nè. Trên không biết là cá nó ăn hay là cái cá chép nó chạy quá sảy không biết. Nè. Nó xe là. Nó xe cộng dây lại nè. Cá chép nó cũng xe cộng dây lại. Rồi nó xe cộng dây lại. Xe là một cục luôn, rối dây luôn. Cái chép này chạy dữ thiệt chứ. Ù dính cá gì mọi người, nó dậy bị cái rỗng đằng đó cái kìa. Không biết con cá gì đây, còn mấy lưỡi nữa tới à. Tới rồi nè, cái gì vậy, sổng cái nè. Ôi thắt lát. À, thật lát mọi người. Con này bự ạ. Bự ghê luôn. Con này không phải thắt lát cồm nha. Không phải thắt lát cồm mà cỡ này là bự lắm á. Nè. Mọi người xem nè. Con này bự bằng bàn tay chứ ít gì nè. Đã không? Đen thui luôn. Cái lưng nó đen thui luôn nè. Ôi ôi. Con này mà nó ăn con cá chép luôn cỡ nào. Ôi. Nè. Người xem nè. Đó. Đã không? Thật lát chất lượng. Ôi kia dính đó kìa. Dính hai ba con luôn. Cái cá gì vậy? Cái dính rồi mọi người. Trời ơi, cái trèn. Giăng mồi mồi cá, dính cá lớn không? Nè, cái trèn cũng lớn nè.
cái trần bầu cỡ này là ngon rồi nha. Đã. Con này mà kho lên á, ăn đã luôn. Dính cá gì đây nè. Cá trèn nữa nè. Con này nhỏ hơn con vừa nãy nhưng mà cũng được. Ơi rồi sảy luôn. Sảy luôn rồi. Đây dính cá gì nè mọi người. Trên thấy con này cũng dài dài vậy. Cái gì ta? Ô cái gì cũng bự á mọi người ơi. Gì dưới này nè. Nè, cái tèn mọi người. Cái tèn. Ôi vô 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 đó. Ui. Cái tèn bự ghê nè. Ui. Con này không phải trần bầu nha, cái này là tèn. Tụi này tèn gì ghê trời. Nói chung là cái trèn á. Bự ghê. Này trèn gì ta? Trèn thước hả? À, mọi người xem nè. Cái mỏ nó kỳ lắm à. Cái mỏ rất là kỳ luôn nha. Răng răng nó quá trời răng luôn. Bự ghê luôn á. Không biết là coi cái size này biết nó còn lớn nữa không biết. Nguyễn khúc này còn y luôn. Bây giờ dính 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 rì mạnh lắm. Không biết con gì đây. Thấy quằn quằn con dây xuống mà. Gịch con dây xuống cái. Ồ, cá trèn nữa rồi. À. Trèn bầu mọi người. Đây. À. Nãy xảy con cũng cỡ này. Thăm câu văn đầu tiên nè. Được nhiêu đây cá nha mọi người. À, cái trèn 1, 2, 3, 4 cái trèn con thắt lát. Con là con thắt lát khủng á. Thắt lát này bự ghê luôn. Cái trèn đó cũng bự. Dây trên rộng nha. Đem xuống nước thả nó. Đem cái đục nó xuống nước thả. Lên. Ui. Ô. Cũng được chứ không bự lắm. À. Wow. Wow. Cũng trọng nha. Khoảng 5-6 lạng. Ngầm tưởng đâu cá lớn chứ.
Quá đã luôn. Sáng giờ chân câu hết tất cả các luồng rồi mọi người. Tới chỗ ba luồng này mới có cá nè. Mấy luồng lên kia sao cá nó không vô. Cái luồng này chiều hôm qua có một con nó táp ở dưới cỏ đó, cuối luồng nè. Mà sáng giờ câu cũng không thấy luôn. Qua luồng này được con, luồng này hôm qua cũng bắt được con cũng cỡ này nè. Quá đã. Lưỡi này lưỡi móng heo lớn nha mọi người, lưỡi giật. Lưỡi móng heo lớn nè. Lưỡi này cá tầm 2 lạng cũng ăn cũng dính bình thường luôn. 2 lạng đến 2-3 kg. 3 kg cũng không thua gì luôn. Cũng heo lớn tại vì thép nó tới 2-2 là. Rồi bây giờ tranh với anh Tùng đi thăm lợp cá nha mọi người. Hôm qua anh đặt ở đây đây nè. Mới có ngày. Thăm mấy cái rồi mà không có cá. Không vô. Chỗ này bữa anh kia anh lên đây anh rơi luôn, táp anh mấy cái có con bự luôn, người giật sảy. Ủa. Cái sạc không vô luôn. Cái sạc văng lưới bắt hết rồi có đâu vô. Cái lợp đây nè. Ơi. Không có con có sạc luôn. Này cái kết nè. Cái kết chứ phải cái trèn nha mọi người. Cái nó con đó nó lớn nhất là cỡ bao nhiêu ký? Ký mấy? Ký mấy 2 ký. Cái trèn nè. Nó có trèn bầu á. Trèn bầu của mấy con kia nó bị ấy hết, bị chết. Bỏ trên bị chuột na hết. Đúng rồi. Mấy con luôn á. Bằng có mấy con này luôn nè. Bỏ lá thăm rồi luôn. Cái lên tả ha rộng ấy mấy mặn mấy cái kết này ngon ăn cái kết cái trà tối dân câu được nhiều hơn vậy chứ cũng được mớ nữa nhưng mà nó bị ngợp á trên bỏ trên bờ có bị chuột na hết hai cách răng. Đi rừng ăn lá rừng. Chị mày có giờ em đâm hủ mới ớt rồi đọc để đâu mới. Hết đường nha. Thôi, này có chua mấy em, chua nhiều rồi bỏ xuống nữa. Giờ nấu canh chua nha mọi người. Giờ nãy anh Tùng nấu. Cái này là canh chua lá chùm mồi. Nào giờ chanh cũng chưa ăn nữa. Cá hồi nãy bao béo. Để nước sôi bỏ vô. Con này béo lắm nè. Béo cực kỳ. Anh em nhà cưỡng. Hết thiệt rồi. Rồi, nước sôi bỏ cá nha. Cá quá ngon rồi.
đầy nồi luôn. Một canh. À, quá chịu quá luôn. Còn cá dữ không? À, cách này nấu cá chua là thật khách. Cái này phải kho. Chua anh đừng nấu kỹ quá thôi, quá gì đâu. Cơm nồi. Canh này nó đắng chứ không chua. canh này sao nó đắng y canh ở qua vậy. Nó quên chua mà thành canh đắng luôn. Kệ nó ăn luôn, không sao đâu. Cá chiên nè, cá tối qua lưới. Cá dĩnh. Thì rồi, đang đã. Ừ. Chết. Quá ngon luôn. Ăn thử cá kết kìa, nào giờ chưa ăn nó. Ngọt kìa. Ngọt. Nó mềm quá. Ừ. Ngon dữ ta. Đó. Dạ, vậy mình để qua nói nè cho chó ăn hết. Con này mà thường là người ta mua gỡ bao nhiêu ta? Bao nhiêu tiền ký? 300. 300 hả? Mặt dữ. Thịt nó rất là ngọt luôn á. Dòng họ với cái tèn ba. Ừ. Tưởng đâu cái tèn tiền thước hay tiền gì? Thước ở bên kia. Chiều nay trời gió cá nó không ăn nha mọi người. Giờ trên móc mồi câu dăn lại nè, sửa mồi câu dăn lại. Đi tới chỗ này có con dính nè. Xin đẩy câu dăn lại luôn á, mới dính nè, dính con cá lóc, cũng trọng ghê. Mọi người. Dính con cá lóc này không? Đó. Ôi cá lóc ngon ghê luôn. Bỏ vô vòng lưới cho bảo đảm. Hồi chiều Chanh có giăng tay lưới ra chỗ này mọi người. Hồi trưa với hồi chiều. Giờ thăm thử coi. Ôi. Ôi dính nè hết rồi. Ơi, dính cá. Dính cá. Thấy rồi nha. Cái gì nè? Cái dảnh nè. Dính cái dảnh mọi người nè. Được rồi. Gói trong này.
Rồi. À. Ừ. Ở đây có con thắt lát nữa mọi người. Gói trong này luôn. Giờ tiếp tục thăm câu giăng nữa nha mọi người. Đêm nay trên thăm hơi trễ. 9 giờ rồi mới đi thăm nè. Ôi lưỡi này dính nè, dính nè, dính nè. Dính 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 nè. Cái trèn nữa nha mọi người. À, bãi này toàn là cái trèn. Con cũng ngon ghê nè. Hết mồi quá trời. Ồ đây còn nữa mọi người. Đây còn cái trèn nhỏ nữa nè. Đây. Đó. Quá ngon luôn. Đây đây còn nữa. Thành còn nữa. Đây. Còn cái trèn ngon ghê. Quá đã luôn. Rồi Chanh vừa mới thăm câu giăng xong mọi người. Giờ Chanh xuống dưới Chanh rê luôn, rê đêm. Thử coi hôm nay cá nó có ăn đêm không nha. Lâu rồi Chanh không có đi câu đêm. Ngóc nó lên cái xuồng của Chanh nó đẻ trứng luôn. Ôi chỗ này không phải chỗ đẻ nha. Qua đây nè. Hiện tại bây giờ cũng 11 giờ rồi mọi người. Chanh mới xuống câu được một con rồi nè. Con này cũng khá nha, bự lắm á. Hugo luôn. Con này ký lô. Cái luồng Chanh quăng qua rồi. Nó không ăn khi Chanh quăng lại một lần nữa cái nó ăn. Rồi nó nuốt sâu dữ rồi. Nuốt mất lưỡi luôn rồi. Ôi, nuốt mút lưỡi luôn rồi. Con này chắc khoảng 9 lạng đến 1 ký. Dài ghê. Chanh vừa mới câu dính được con đó nha mọi người. Mà dướng cỏ ngoài này. Giếng cỏ rồi giờ phải lôi cái xuồng lại. Rỉ không lên luôn. Cá cũng khá nha.
cắn cỏ. Ủa, bự ghê, bự ghê, Hugo. Bự ghê luôn mọi người. Mà cá nè. Đó không? Chào bá luôn. Bự ghê. Lên xuồng. Cá nè, đã không? Con này chắc 898 lạng quá, 89 lạng vậy á. Đúng cái đào luôn rồi, hết sảy. Khá ghê. Con này. Một con cá đèn nữa. À, con nó mập này. Đây mọi người. Ôi, kiên con nữa. Đó, con nữa rồi. Ngon ngon. Ui, bự, 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 bự. Bự. Ê. Thảo quá. Ôi, con cá trèn này bớ bự nè. À, quá đã luôn. Ê, cá ngon ghê luôn á. Ôi giời. Mồi cũng còn nữa nè. Ừ, dính dính nữa kìa, đằng kia dính nữa kìa. Dính hai con luôn hay gì mà. Đúng rồi, hai con luôn. Dính hai con luôn. Cái trèn thôi. Cái trèn, hai con cái trèn luôn. Ôi ôi. Quá đã. Lưỡi kế cũng dính cái trèn nữa nè. Đây ra. Con này nhỏ hơn xíu. Ồ, sáng nay dính cái trèn nhiều ghê. Bữa nay đẹp trời rồi mọi người. Trời trong rồi. Sau 2 ngày bão. Sau 2 ngày trời mưa, bây giờ trời trong rồi. Khả năng là hôm nay câu có cá đó. Dính cá. Cuốn lưới luôn nha mọi người. Rồi dính thắt lát luôn nè. Ê, thắt lát. Đây con nữa nè. Đây thắt lát.
này có con thác lát bự luôn nè. Ôi, con thác lát bự luôn. Mọi người, ba con thác lát. Rồi gỡ sao đây, có một nồi ở đây luôn. Ôi, dính cái rùa biển luôn kìa. Rùa biển bự thiệt bự. Rùa biển chúa mọi người. À. Đây. Rùa biển bự ghê luôn. Rùa biển là thác lát dưới này nữa nè. Hai con chỗ. Ba con. Xảy rồi. Ba anh thác lát xảy anh con. Con kia mới dính sao. Bự quá bự luôn. Ôi cá trê này nồi cỏ dính cá trê luôn, trê vàng mọi người. Trê vàng lưới dần này ngon rồi, dính quá trời cá. Một con rùa biển nữa, đây dính rùa biển bự không? Không dính thôi, dính rùa biển bự. À. Rùa biển bự nữa, quá ngon luôn. Lát nữa kìa, lát nhiều quá. Bữa nay đồ ăn quá trời. Mới sáng nè, thăm câu rồi mọi người. Được như đây cái trèn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trèn. Trèn quá trời. Thật lát này là dân câu. Ôi dân lưới. Thật lát lưu biển nè, trời vàng nè. Nói chung bữa nay dính cá cũng nhiều ạ. Con này kinh rộng lại nha. Con còn sống không ạ. Đớp mọi người. Gỡ. Xảy rồi. Ôi vuột ngon ghê. Cá táp ngon ghê mà xảy mọi người. Ngay chỗ này là trên dọn 6 luồng nè mọi người, nhưng mà cá nó không có vô, câu ngày nó không ăn. Có tối trên câu đêm được một con khoảng 1 ký ở cái luồng đầu tiên ở bên kia. Chỉ được một con thôi, 6 luồng rồi nè. Bữa giờ chiến trước cũng không có luôn. Bữa là có 3 luồng ở dưới này là trên câu có cá hơn nha. Ở bên phía bờ bên kia đó. Bên đó có cá hơn bên này. Rồi đây là thành quả sau 2 ngày câu của anh mọi người. Được
rê câu rê ban ngày được 2 con, còn rê ban đêm được đâu khoảng 3 con nữa, với dàn câu 9 con nữa. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Tối này nướng hết một con cũng 5-6 lạng. Có con này là 1 ký. Có qua trên câu 2 con, cái con khoảng 8 lạng, con ký. Tình hình này mấy anh đặt lọc không có luôn, không có con nào luôn. Được đâu con, 2 con gì. cái lóc chắc khoảng 1 lạng mấy, 2 lạng. Tắm rồi sao? Giờ hai anh dọn đồ về, về trước. Chanh thì tiếp tục ở lại đây nha. Tiếp tục ở lại đây để chiều, lát chiều chiều Chanh đi dọn thêm luồng nữa.